có hẳn một kiếp nhân gian qua bên trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường. Mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người. Dòng sông sóng nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Coi tình làm nhân thế thương nan, để tâm ta chua xót khổ đau. Có hẳn một kiếp nhân gian qua bến trầm luân, đưa ta một sớm qua sông vào cõi vô thường. Mới hay nhân thế phù du sao lắm đổi thay, cho ta hạnh phúc từ tâm biến sống vì người. Dòng sông sóng nước lênh đênh trôi mãi không bên bờ, ta biết đi về đâu. Làm nhân thế thương mang, để tâm ta chua xót khổ đau. Tình mong qua bến bờ mê, tình mong ta vẫn là ta. Tình Đức, Tình Đức. Dạ. Bạch thầy, có tiếng trẻ nhỏ không? Mình tìm xem ở đâu. Dạ mô Phật. Khuyên như vậy thật tội nghiệp cho thằng bé. Tội lỗi, tội lỗi. Ừ.
Tịnh Đức. Dạ. Bạch thầy. À. Con ra chợ mua sữa và một số đồ dùng cho em bé. Dạ mô Phật. Bạch thầy, con đã về. Sữa ngọt mà thầy. Nè nè nè, uống uống đi. Giỏi giỏi, ngoan ngoan nè. Nè 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 con. Thank you.
Chú Tiêu tỉnh giác giờ này chưa thức. Tỉnh Đức vào đánh thức chú dậy. Dạ, mô Phật. Tỉnh giác, tỉnh giác, dậy con. Tỉnh giác. Con qua đó nguyện chuông đi. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Thiết vi ô tối mọi loài nghe. Sinh tử giác ngộ tâm tư một hướng về. Con thuộc bài chưa? Dạ, bạch thầy, con thuộc rồi ạ. Giỏi, con đọc cho thầy nghe. Nói nhỏ nhẹ, cười mỉm chi, đứng oai nghi, đi khoan thai, ngồi vững chãi, nằm nghiêng phải. Chà, giỏi lắm. Như vậy là con đã thuộc bài rồi. Bây giờ thầy giảng cho con bài mới nha. Mô Phật. Nào, bây giờ thì con dở sách ra, con chép bài nha. Con đã viết xong chưa? Dạ, bạch thầy, con viết xong rồi ạ. Tốt lắm. Bây giờ con đọc lại cho thầy nghe. Dạ. Khi ta thốt lời ra, nói sao cho ôn hòa, khiến người nghe cảm mến, ghi nhớ mãi không quên. Con học bài như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ thầy cho con nghỉ một lát rồi đi ăn cơm nha. Mô Phật. Thank you.
thể dùng thuốc. Tịnh Đức xem chú Tiểu đi chơi đâu mà đến giờ vẫn chưa về ăn cơm. Mô Phật. Tiểu Tịnh Giác. Tiểu Tịnh Giác ơi. Tiểu Tịnh Giác. Dậy đi con. Dậy. Nhanh lên. Dậy đi con. Tiểu Tịnh Giác. Dậy đi con. Dậy. Dậy. Đến giờ cơm mà con không biết sao? Sư phụ đang chờ cơm con đó. Nhanh lên. Mặc dép vô. Trái cây đừng bỏ tùm lum như vậy. Vô cơm con. Đi con. Nè, bây giờ con vô thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Tịnh Giác, con ngồi xuống. Con ăn từ từ thôi. Dạ. Ừ, con ăn đi. Khi ăn phải có chánh niệm, nếu không sẽ mất oai nghi và làm phiền người khác, con biết không? Mô Phật, cho xin lỗi thầy.
cảnh giác, không được uống nước một tay. Con phải bưng bằng hai tay lên uống như vậy nè. Kìa, tỉnh giác. Khi xỉa răng, con phải lấy tay che miệng lại. Một tay xỉa, một tay che miệng. Con bỏ tâm vô trong chén đó. Con phải xếp chén đũa lại cho cẩn thận ngay ngắn. Hai đũa, con phải xếp như vậy. Nhớ chưa? Ừ, đặt cái muỗng. Đúng rồi. Bây giờ tới đôi đũa. Xếp như thế này. Xoay ngang lại. Con phải đưa qua khỏi cái muỗng. Nè. Vậy đó. Ừ, xoay đầu đũa lại. Ừ. Đặt xuống. Giỏi. Đúng rồi. Về ngay lập tức. Khi vào trong chánh điện, con nhớ như thế nào? Đây, hai chiếc dép, con phải để như thế này. Đầu mũi dép quay ra ngoài. Đọc, con làm cho thầy coi. Đó, bỏ ra. Đặt hai chiếc dép. Đó, cho ngay ngắn lại. Ừ, giỏi. Được rồi đó. Tốt. Đó, con nhớ phải đặt như thế này. Còn lấy một cây nhang cho thầy. Không được. Lấy cây nhang dài hơn kìa. Ừ, con đốt nhang đi. Con quỳ sám hối cho hết cây nhang này rồi nghỉ.
Con phải chân thật sám hối, không được gian dối như vậy. Gian dối sẽ tạo thành thói quen xấu. Đã thành thói quen xấu rất là khó sửa. Thầy phạt con cây nhang dài hơn để con nhớ tội gian dối của mình. Khi chắp tay, hai bàn tay phải bằng nhau, mười ngón khít lại, không bồng, không xòe. Về phần xá chào, phải cung kính cúi mình xuống, tay xá người cúi. Khi lại, hai tay đưa lên trán, lại xuống, hai tay úp xuống đất, đầu đặt giữa hai bàn tay. Khi đầu chạm đất, hai bàn tay lật ngửa. Lúc đứng lên, hai bàn tay úp lại, chống người đứng lên. Tỉnh giác. Con đi đâu? Qua đây. Bây giờ con làm lại cho thầy coi nào. Người thấp xuống, hai tay úp lại, từ từ đứng lên. Giỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Bạch thầy, trong người có khỏe hơn không? Khỏe. Cảm sơ sơ thôi, không có gì quan trọng hết. Bạch thầy mời thầy uống thuốc. Bạch thầy, nằm xuống nghỉ.
cho chú Tịnh Giác nghỉ đi con. Dạ, để chú Hoạt Hồng thầy. Chú Hồng lâu rồi, cho chú đi kỹ đi. Dạ. Tịnh Giác, con hầu sư phụ thêm chút nữa rồi về phòng nghỉ. Bây giờ chúng ta tập chạy. Ráng con. Con viết xong chưa? Bạch thầy, con viết xong rồi ạ. Con đọc lại cho thầy nghe. Trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến. Như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Tốt lắm. Hôm nay con chỉ học một bài này thôi, nhưng mà con phải học cho thuộc lòng. Ngày mai thầy sẽ giảng giải. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm... Con học xong rồi à? Mô Phật, thầy cho phép con được làm với. Tốt thôi. Con cắt tỉa lá, còn thầy thì uống. Hôm nay sư phụ dạy kinh gì vậy? Mô Phật, bạch thầy, kinh Pháp Cú à. Học tới câu số mấy? Dạ, mới học câu đầu. Trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm,
tạo nghiệp nói năng hay hành động, thì sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Thông minh thiệt, mới học đã thuộc lào rồi. Câu kinh này rất hay, thế nhưng nó chỉ hay khi chúng ta biết ứng dụng vào thực tế. Còn học như két thì không có lợi ích gì. Học như két là sao ạ? Nghĩa là chủ dạy sao thì nó nói vậy, chứ không hiểu gì hết. Trong bài kinh này có câu tâm ô nhiễm là sao, con cũng chưa hiểu. Nếu thầy không lầm thì sư phụ dặn là ngày mai sẽ giảng nghĩa cho con, phải không? Dạ thưa thầy, đúng rồi. Nhưng mà con muốn biết trước được không ạ? Câu kinh này nói về nhân quả rất hay. Tâm ô nhiễm tức là nhân, bị đau khổ tức là quả. Lấy thí dụ điển hình như người xuất gia của chúng ta, khi nhìn thấy một cô gái đẹp, tâm đắm mê, đó là tâm ô nhiễm. Khi tâm đắm mê rồi, sẽ nghĩ đến muốn chiếm đoạt, muốn thỏa mãn dục vọng, vân vân, muốn đủ thứ hết. Muốn mà không được thì khổ. Có khi không được khổ ít, mà được lại khổ nhiều. Cho nên tâm ô nhiễm dẫn đến sự đau khổ. Ngược lại, nếu nhìn thấy sắc đẹp, tâm thanh tịnh, không ô nhiễm, không đắm mê, thì sẽ không khổ, sẽ an vui. Đó là nhân quả rõ ràng. Dạ con hiểu rồi. Tâm ô nhiễm thì đau khổ, tâm thanh tịnh thì an vui. Đúng vậy. Mô Phật. Mô Phật, xin hỏi thí chủ cần gì? Thưa thầy, con muốn xin lễ cầu siêu. Xin mời thí chủ vào trong. Mô Phật. Tâm ô nhiễm là khổ đó con. Tâm ô nhiễm sẽ đau khổ. Mời hai vị vui lòng ngồi chờ một lát. Tôi xin phép vào trong. Mời sư phụ ra tiếp hai vị. Mô Phật. Mô Phật. Chẳng hay hai vị cần việc gì? Kính bạch thầy, chồng con vừa mới mất được một tuần, nay con đến xin thầy tụng kinh cầu siêu cho chồng con. Mô Phật. Mỗi tuần cô đến tụng kinh một lần, cho đến 49 ngày. Dạ, Mô Phật. Bây giờ cô mang bông và trái cây lên chánh điện dâng cúng Phật. Mô Phật. Mô Phật. Mang áo lên đi con. Dạ. Cảm ơn thầy. Thầy làm ơn cho mượn bình bông. Cắm vô đi con. Thank you.
Bạch thầy. Mẹ con đâu? Dạ, hôm nay mẹ con bị bệnh, không có đi được thưa thầy. Hôm nay là tuần thứ mấy rồi? Dạ, tuần thứ năm rồi thầy. Mới đó mà đã là tuần thứ năm rồi à? Thôi, con chuẩn bị vào bếp nấu thức ăn, lát nữa cúng. Mô Phật. Đi con. Mô Phật. Con mặt tạ. Thank you.
Tiểu Tỉnh Giác ơi, Tiểu Tỉnh Giác, Tiểu Tỉnh Giác ơi, Tiểu Tỉnh Giác, Tiểu Tỉnh Giác ơi. Dạ, con đây. Nãy giờ con đang ở đâu? Dạ, con đang bắt sâu phá thân cây. Con nên bắt sâu ở trong tâm mình, nó đang phá giới thần huệ mạng của con. Thôi, lo phụ thầy dời cái lu qua một bên đi. Dạ. Người tu hành phải biết giữ cái tâm cho tịnh. Nhớ lời thầy dặn chưa? Dạ, con nhớ rồi. Tiểu Tỉnh Giác, con làm gì vậy? Thầy cho con phụ tới cây với. Thôi, tới giờ rồi, tỉnh giấc đi chứ, đừng có ngủ mê nữa. Nhớ nha, tâm ô nhiễm là đau khổ đó. Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật.
Cảm ơn anh chị. Về bữa sau tới lấy đồ nha. Dạ. Thấy chưa, em đã nói anh rồi mà anh không có chuyện nghe. Thì anh có nói gì đâu. Thôi về em. Cảm ơn, đi thư thả. Dạ, chào chị. Dạ thưa thầy, thì cần gì? Dạ tôi cần áo sơ mi trắng với quần tay đen. Ở đây chỉ có đồ nữ, nhưng mà nếu thầy cần thì chờ một lát. Thầy thử đi. Phòng thay đồ bên này. Cô ơi, cô có dài không? Dạ có, thầy chờ tí. Thầy ngồi đây thử dài đi. Thank you.
Cảm ơn thầy. Mình lên kia ngồi đi em. Ở đâu? Đây. Anh sao vậy? Không có gì.
Mô Phật, bạch thầy, con bị đắm nhiễm sắc dục quá nặng. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con phương pháp đối trị. Ai dục là hạt giống tiềm ẩn trong mỗi con người từ khi mới sinh ra. Khi đủ duyên, nó sẽ bộc phát dữ dội. Chính nó là nguyên nhân của đau khổ, tội lỗi, sa đọa và bị sinh tử luân hồi trong sáu đường. Người xuất gia phải ý thức rõ sự tác hại của nó, quyết tâm dứt trừ thì mới có thể an vui tự tại, giải thoát mọi khổ đau, chứng quả niết bàn. Có ba phương pháp để đối trị sắc dục. Theo kinh nghiệm của người xưa, một là thỏa mãn sắc dục đến chán ngán, bị nó làm cho đau khổ sẽ dẫn đến nhàm chán, xa lìa. Hai là quán tưởng sắc thân giả tạm, hình dáng xinh đẹp chỉ là thứ che đậy những ô uế bên trong. Quán đến những thứ dơ bẩn chảy ra từ trong chính lỗ của cơ thể. Quán kỹ như thế sẽ sanh tâm ghê tởm, không còn tham đắm. Thứ ba là phòng hộ thân, thu thúc sáu căn, không để chúng chạy theo sáu trần. Như khi mắt tiếp xúc với nữ giới, phải chánh niệm, tỉnh giác, không được nhìn kỹ, hạn chế tiếp xúc càng tốt. Di như hạt giống không có các duyên, như đất, nước, gió, lửa thì không thể lên cây được. Thực tập lâu ngày sẽ đoạn được ái dục. Trong ba phương pháp này, phương pháp thứ nhất rất nguy hiểm, dễ sa đọa, mất mạng. Người xuất gia không nên áp dụng. Chỉ nên áp dụng phương pháp thứ hai là quán tưởng, và thứ ba là phòng hộ. Con thử áp dụng phương pháp quán tưởng một thời gian xem thế nào nha. Bạch thầy, phương pháp này con đã thực hành nhưng không có kết quả. Vậy con nên thực hành phương pháp phòng hộ như con rùa ẩn đầu, chân và đuôi vào trong chiếc mai của nó thì giả can không thể nào ăn thịt được. Nếu như con khéo thu thúc sáu căn như con rùa thì ác ma không thể hại được, sắc dục không thể nhiễm được. Dạ, con xin vâng lời thầy dạy, con sẽ cố gắng thực tập phương pháp này.